đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh youtube báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Israel không kích đền thờ Hồi giáo ở Gaza, ít nhất 18 người tử vong. Ngày 6 tháng 10, hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin Israel đã không kích một đền thờ Hồi giáo ở giải Gaza, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong một tuyên bố sau đó, Quân đội Israel xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác nhằm vào các thành viên Hamas đang hoạt động tại một trung tâm chỉ huy được ngụy trang tại nơi từng là đền thờ Hồi giáo ở Deabala. Đền thờ Hồi giáo này nằm gần bệnh viện Al-Aqsa ở trung tâm giải Gaza. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sắp tròn một năm. Các nhân chứng cho biết số người thương vong có thể tăng lên vì đền thờ Hồi giáo này hiện là nơi trú ẩn cho những người phải di rời. Theo số liệu của cơ quan y tế Gaza, các cuộc tấn công của Israel vào giải đất này kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái đã khiến khoảng 42.000 người Palestine thiệt mạng và gần như toàn bộ 2,3 triệu người phải di rời. Thực trạng này đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ trước đến nay. Cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đang để lực lượng trong tư thế thực chiến và cảnh giác cao độ trước dịp đánh dấu một năm tròn sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023 đồng thời cho rằng các thành viên Hamas đang tìm cách tấn công vào sâu bên trong Israel. Ngày 7 tháng 10 năm ngoái, các thành viên của phong trào Hamas đã xâm nhập vào lãnh thổ Israel và tiến hành cuộc tấn công lớn, bắt giữ hàng trăm con tin. Đến nay, 117 người đã được thả nhưng vẫn còn khoảng 64 người đang bị giam giữ và 70 người xác nhận đã tử vong. Sau cuộc tấn công của Hamas, Israel đã phát động một trong những chiến dịch ném bom tàn khốc nhất cho Gaza và áp đặt bao vây toàn diện vùng đất này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố tình trạng chiến tranh và ra lệnh tấn công Gaza để loại bỏ Hamas, đồng thời giải cứu các con tin. Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực đổ máu ở Gaza và Liban. Lời kêu gọi được ông Guterres đưa ra hai ngày trước khi đánh dấu một năm nổ ra cuộc xung đột ở Gaza và hiện chiến sự đang lan rộng ra toàn khu vực cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái đã dẫn đến những biến động lớn ở Trung Đông. Sự kiện này không chỉ đẩy xung đột Israel-Palestine vào vòng xoáy bạo lực mới mà còn làm gia tăng các căng thẳng chính trị và quân sự trong khu vực. Các nhà lãnh đạo thế giới đang cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng toàn diện tại Trung Đông. Trong thông điệp, Tổng thư ký Guterres Nhấn mạnh ngày 7 tháng 10 là thời điểm để cộng đồng toàn cầu một lần nữa bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel và bắt giữ con tin. Ông kêu gọi Hamas trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các con tin, cũng như cho phép nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đến thăm những người còn đang bị giam giữ. Tổng thư ký Guterres cũng bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột đã lan sang Liban, nơi Israel đã đẩy mạnh tấn công lực lượng Hezbollah khiến trên 1.000 người thiệt mạng và trên 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ông nhấn mạnh, cuộc xung đột này diễn ra sau các cuộc tấn công khủng khiếp cách đây một năm vẫn tiếp tục hủy hoại cuộc sống và gây đau thương cho người dân Palestine ở Gaza và bây giờ là người dân Liban. Ông Guterres tuyên bố, đã đến lúc phải im tiếng súng và chấm dứt nỗi thống khổ đang nhấn chìm khu vực này, đã đến lúc vì hòa bình, luật pháp quốc tế và công lý. Cục diện chiến sự đa mặt trận tại Trung Đông có thêm bước leo thang mới khi nhóm thanh chiến Iraq sáng ngày 4 tháng 1 tiến hành cuộc tập kích gây thương vong nặng nề cho quân đội Israel ở cao nguyên Golan. Lực lượng phòng vệ IDF xác nhận hai binh sĩ thiệt mạng và 24 quân nhân khác bị thương trong cuộc tập kích bằng máy bay, không người lái, được phóng đi từ lãnh thổ Iraq hồi sáng ngày 4 tháng 10. Đây là cuộc tấn công gây thương vong đầu tiên do các phương tiện bay từ Iraq gây ra cho lực lượng Israel kể từ đầu xung đột Israel Hamas vào tháng 10 năm 2023, IDF chưa khẳng định nhóm vũ trang Iraq nào đứng sau cuộc tấn công, trong khi một số nguồn tin Ả Rập cho biết. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq đã thực hiện cuộc tập kích này. Tổn thất mới nhất của IDF được ghi nhận trong bối cảnh quân đội Israel đang duy trì tác chiến cường độ cao trên đồng thời hai mặt trận là giải Gaza và chiến trường Liban. Bên cạnh đó, IDF cũng thường xuyên mở các cuộc không kích vào khu bờ Tây, lãnh thổ Syria và ít nhất hai cuộc tập kích vào Yemen thời gian qua để chấn áp các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt. Iraq là quốc gia duy nhất có các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến cắm chốt mà chưa bị Israel tấn công một cách công khai. Ở một diễn biến khác, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei Hôm ngày 4 tháng 10, đã có bài phát biểu trước hàng nghìn người dân Iran tại thủ đô Tehran về cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel, đồng thời khẳng định các đồng minh trong khu vực sẽ tiếp tục chiến đấu với kẻ thù. Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Ali Khamenei kể từ khi Iran phát động cuộc tấn công thứ hai vào Israel và cũng là bài phát biểu đầu tiên kể từ khi các cuộc giao tranh giữa lực lượng Hezbollah với quân đội Israel leo thang giành cuộc chiến toàn diện. Phát biểu được đưa ra khi Israel đang cân nhắc cách thức trả đũa cho cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Trong khi đó, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Ali Fadavi hôm ngày 4 tháng 10 cho biết, nếu Israel tấn công nước này, các lực lượng Iran sẽ nhằm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu và mỏ khí đốt của Israel. Giao tranh tiếp tục tiếp diễn ác liệt tại Liban trong ngày 4 tháng 10, khi Israel tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut cũng như tại khu vực miền Nam. Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc tấn công của Israel vào nước này đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng và 9.000 người khác bị thương trong gần một năm qua. Còn tại miền nam Israel, quân đội Israel hôm nay cho biết Hamas vẫn đang đe dọa người dân nước này khi lần đầu tiên trong gần 2 tháng qua, tiếng còi báo động đã vang lên ở khu vực này, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động để tiêu diệt Hamas. Giao tranh tại Gaza cho đến nay đã khiến 41.802 người Palestine thiệt mạng và 96.844 người khác bị thương. Cũng trong ngày 4 tháng 10, Israel ồ ạt không kích Beirut nhằm hạ sát thủ lĩnh kế tiếp của Hezbollah. Israel đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích chính xác vào đêm ngày 3 tháng 10 giờ địa phương, nhắm vào các mục tiêu chiến lược liên quan đến nhóm Hezbollah. Một quan chức Israel nói với CNN rằng, mục tiêu của tấn công là Hashem Safi Eddin, một nhân vật cấp cao của Hezbollah, người được cho là sẽ kế nhiệm cố thủ lĩnh Hassan Nasrallah của lực lượng này không rõ ông Safi Eddin có bị sát hại trong các cuộc không kích của Israel hay không. Vùng ngoại ô phía nam của Beirut được coi là khu vực trọng điểm do Hezbollah kiểm soát. Khu vực này từ lâu đã là nơi ẩn náu của nhóm thủ lĩnh Hezbollah và là căn cứ để lên kế hoạch các hoạt động quân sự. Các cuộc không kích của Israel nhằm vào những mục tiêu như vậy không phải là hiếm. Nhưng cuộc tấn công hiện tại gây chú ý vì cường độ và quy mô lớn. Việc Israel sử dụng bom phá bom khe cho thấy các mục tiêu của Hezbollah nằm sâu dưới lòng đất. Israel đã nhiều lần cố gắng phá hủy các trung tâm chỉ huy, ngầm hoặc khu vực an toàn cho các thủ lĩnh Hezbollah. Đáng chú ý, ông Hassan Nasrallah trước đó đã bị sát hại trong các cuộc không kích tương tự. Iran và Israel từ đồng minh đến kẻ thù không đội trời chung Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10, Iran đã nã gần 200 quả tên lửa vào Israel, trả đũa cho vụ Israel không kích sát hại thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Lebanon. Sau vụ tấn công, hai bên đều đưa ra những lời cảnh báo mạnh mẽ, trong đó Israel tuyên bố sẽ khiến Iran phải trả giá, còn Iran khẳng định sẽ nghiền nát Israel nếu nước này đáp trả vụ tấn công. Những lời cảnh báo này khiến người ta khó có thể hình dung Iran và Israel từng là đồng minh dưới triều đại Palavi, cai trị từ năm 1925 cho đến khi bị lật đổ trong cuộc cách mạng năm 1979, mối quan hệ giữa Iran và Israel không hề thù địch. Trên thực tế, Iran là quốc gia có đa số dân Hồi giáo thứ hai công nhận Israel sau khi Israel được thành lập vào năm 1948. Iran là một trong 11 thành viên của Ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc được thành lập năm 1947 để đề xuất giải pháp cho vấn đề Palestine sau khi Anh chấm dứt kiểm soát vùng đất này. Iran là một trong ba nước bỏ phiếu phản đối kế hoạch của Liên Hợp Quốc về phân chia Palestine vì lo ngại rằng kế hoạch này sẽ làm gia tăng bạo lực trong khu vực trong nhiều thế hệ. Nhà sử học Eric Kavin Desland thuộc Đại học Oxford nói với kênh Al Jazeera Iran cùng với Ấn Độ và Nam Tư đã đưa ra một kế hoạch thay thế, một giải pháp liên bang nhằm giữ Palestine là một quốc gia có quốc hội nhưng được chia thành các bang Ả Rập và Do Thái. Đó là sự thỏa hiệp của Iran nhằm duy trì quan hệ tích cực với phương Tây ủng hộ Israel và với các quốc gia láng giềng Ả Rập và Hồi giáo. Tuy nhiên hai năm sau khi Israel chiếm được nhiều lãnh thổ hơn so với phê chuẩn của Liên Hợp Quốc sau khi cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel đầu tiên nổ ra vào năm 1948. Iran khi đó dưới sự trị vì của ông Mohammad Reza Pahlavi, vị vua thứ hai của triều đại Pahlavi, đã trở thành quốc gia có đa số dân Hồi giáo thứ hai sau Thổ Nhĩ Kỳ chính thức công nhận Israel. Trước khi Israel được thành lập vào năm 1948, trên 700.000 người Palestine đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. Người Palestine gọi sự kiện này là Nakba, nghĩa là thảm họa trong tiếng Ả Rập. Theo ông Kavin Deslan, động thái trên của Tehran chủ yếu là để quản lý tài sản của người Iran ở Palestine, vì khoảng 2.000 người Iran sống tại đây và tài sản của họ đã bị quân đội Israel tịch thu trong chiến tranh. Nhưng động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh học thuyết ngoại vi của Israel. Ông Kavin Desland giải thích, để chấm dứt tình trạng bị cô lập ở Trung Đông, Thủ tướng Israel David Ben-Gurion đã theo đuổi mối quan hệ với các quốc gia không thuộc khối Ả Rập ở vùng rìa Trung Đông. Điều sau này được gọi là học thuyết ngoại vi, vùng này cũng bao gồm cả Ethiopia, nhưng Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là hai cách tiếp cận thành công nhất. Mọi thứ thay đổi khi ông Mohammad Mossadegh trở thành Thủ tướng Iran năm 1951 và dẫn đầu phong trào quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran, vốn bị Anh độc quyền. Ông Mossadegh đã cắt đứt quan hệ với Israel vì ông coi Israel đang phục vụ lợi ích của phương Tây trong khu vực. Theo ông Kavin Desland, mối quan tâm chính của Iran lúc bấy giờ là quốc hữu hóa dầu mỏ, loại bỏ quyền lực thực dân của Anh và làm suy yếu chế độ quân chủ, tổn hại quan hệ của Iran với Israel chỉ là thiệt hại ngoài ý muốn. Có một số cuộc vận động chống Do Thái trong nội bộ Iran, giáo sĩ dòng ít có ảnh hưởng. Navas Safavi, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất, đã tuyên truyền mạnh mẽ chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và sự thành lập của Israel. Nhưng đối với thủ tướng Mossadegh, mục tiêu chính là nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia Ả Rập xung quanh để chống Anh kiểm soát ngành dầu mỏ. Chủ nghĩa phục quốc Do Thái nổi lên như một ý thức hệ chính trị vào cuối thế kỷ 19, kêu gọi tạo ra một quê hương cho người Do Thái. Những người phải đối mặt với bạo lực tàn bạo ở châu Âu. Mọi thứ lại thay đổi đáng kể khi chính phủ của thủ tướng Mossadegh bị lật đổ trong một cuộc đảo chính do cơ quan tình báo của Anh và Mỹ tổ chức vào năm 1953. Cuộc đảo chính đã khôi phục vị trí của ông Reza, người trở thành đồng minh thân cận của phương Tây trong khu vực. Israel đã thành lập một đại sứ quán trên thực tế ở Tehran và cuối cùng hai nước đã trao đổi đại sứ vào những năm 1970 quan hệ thương mại phát triển và Iran nhanh chóng trở thành nhà cung cấp dầu lớn cho Israel khi hai nước thiết lập một đường ống dẫn dầu nhằm đưa dầu của Iran tới Israel và sau đó sang châu Âu. Tehran và Tel Aviv cũng hợp tác sâu rộng về quân sự và an ninh, nhưng chủ yếu được giữ kín để tránh kích động các quốc gia Ả Rập trong khu vực. Theo ông Kevin Deslan, Israel cần Iran hơn là Iran cần Israel. Israel luôn là bên chủ động, nhưng ông Reza cũng muốn tìm cách cải thiện mối quan hệ của Iran với Mỹ và vào thời điểm đó, Israel được coi là một cách tốt để đạt được mục tiêu. Cũng có triển vọng xây dựng bộ máy an ninh và cơ quan an ninh tình báo SAVAK đã được mô sát của Israel đào tạo một phần. Đây là những điều mà Iran có thể nhận từ các nguồn khác, nhưng Israel rất muốn cung cấp vì họ cần một đối tác ở Trung Đông, nơi phần lớn đang có lập trường chống chủ nghĩa phục quốc do Thái và chống Israel. Ông Reza chủ yếu bị thúc đẩy bởi nhu cầu liên minh an ninh và thương mại mà ít quan tâm đến người Palestine trong mối quan hệ với Israel. Cuộc cách mạng năm 1979 đã thay đổi mối quan hệ của hai nước một cách mạnh mẽ khi Iran trở thành nước ủng hộ nhiệt thành cho người Palestine.